Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, hiện nay thì bóng đá Việt Nam, những giải U23 rồi đội tuyển quốc gia thì cũng đang tạm dừng rồi. Và chúng ta sắp tới thì mới có những giải đấu tiếp theo thôi. Thế nhưng sau những thành công vừa qua và ngày hôm nay chúng tôi cũng đã lướt qua được một bài viết rất thú vị. Và điều đó mới thấy rằng là vừa qua thì Bồ Đức đứng đằng sau bóng đá Việt Nam. Ông đấy đã âm thầm và đã cống hiến bóng cho bóng đá Việt Nam của chúng ta những điều thật sự to lớn như thế nào. Hiện nay thì bóng đá Việt Nam của chúng ta đang rất thành công nhưng lại bắt đầu xuất hiện những cái nghịch lý có thể nói rằng là rất lớn, đi ngược với xu thế chung của thế giới hiện nay. Bởi hiện nay thì bên cạnh cái vấn đề là bóng đá của chúng ta đang đi lên về mặt chất lượng thì một số lại đi bên cạnh đó là đi lùi về mặt số đội. Năm 2017 thì có hai câu chuyện lịch sử của bóng đá Việt Nam, đó là V-League có 14 đội tham gia và có Học viện Hoàng Gia Lai ra đời. Và một bên đến hiện tại thì số đội từ 14 xuống còn có 13 thôi. Một bên đã ban đầu có Học viện, bây giờ thì nở rộ thành công các tác đào tạo trẻ khắp cả nước với rất nhiều những trung tâm, rồi rất nhiều những học viện đã được mở ra. Và đây là một nỗi lo cho tương lai của bóng đá nước nhà, bởi số đội chuyên nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội để cho những cầu thủ trẻ họ có được cái cơ hội để được ra sân, để được phát triển. Vì vậy mà hiện nay thì cũng đang có những thông tin cho rằng là bên phía V-League đang chuẩn bị học hỏi theo Premier League để nâng số đội lên. Thế nhưng liệu rằng điều đó thì có thành công được hay không thì chúng ta có lẽ sẽ phải chờ thôi. Hiện nay thì bóng đá Việt Nam thì cũng còn rất nhiều những nghịch lý khác nhau. Trong đó là có vấn đề hết sức là dài, đó là các doanh nhân hiện nay làm bóng đá thì đã giảm đi rất nhiều so với trước đây. Và câu chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến cả nền bóng đá. Và đặc biệt đến thời điểm này thì cần sự dịch chuyển đến cái giấc mơ hiện nay cao nhất dành cho bóng đá Việt Nam, đó chính là World Cup. Hiện nay nếu chúng ta nhìn vào VFF và VPF thì chỉ còn có hai doanh nhân thôi, đó là ông Trần Anh Tú, hiện nay là thường trực của VFF, chủ tịch VFF, là trưởng ban Futsal, còn ông Lê Văn Thành, đó là phó chủ tịch của VFF. Hiện nay ông Tú được giới bóng đá gọi với một cái tên rất quen thuộc, đó là ông Tú Futsal, bởi có vẻ như người ta biết đến ông nhiều hơn liên quan đến Futsal với những kỳ tích của môn Futsal khi mà chúng ta tham dự World Cup những năm vừa qua. Bên cạnh đó là ông Lê Văn Thành từng nhiều năm đảm nhiệm chức vụ Liên đoàn bóng đá bóng chuyền Việt Nam. Và so với nhiệm kỳ 2014 và 2018 thì sự khác biệt khi mà có các doanh nhân lớn gồm có những ông như là Hệ Hùng Dũng là chủ tịch của VFF, rồi ông Đoàn Nguyên Đức là phó chủ tịch VFF cùng với ông Lê Văn Thành là ủy viên ban chấp hành, rồi ông Trần Anh Tú. Ở VFF thì ông Võ Quốc Thắng cũng đã chèo lái trong vai trò chủ tịch của VFF và đó là các tiền đề rất quan trọng để cho bóng đá Việt Nam của chúng ta đã vượt qua được những khó khăn và có được những thành công rực rỡ cho đến ngày hôm nay. Và vừa qua thì cũng có một thông tin rất đáng tiếc và thực sự rất buồn với các cổ động viên bóng đá Việt Nam, đó là nguyên chủ tịch ông Lê Hùng Dũng cũng đã vừa qua đời vào sáng ngày 17 tháng 6 và ông xứng đáng được nhắc đến trong tư thế là một doanh nhân làm thay đổi nền bóng đá Việt Nam. Ở thời điểm đó thì ông Dũng đã thắng các ứng cử viên rất nặng ký, đó là ông Đỗ Khắc Ngọc, tổng giám đốc ngân hàng Agribank và ông Nguyễn Quốc Kỳ, CEO của Viettravel và có đó trở thành phó chủ tịch tài chính ở nhiệm kỳ năm từ năm 2005 đến năm 2009. Và trong một giai đoạn tưởng chừng là một vết đen rất lớn của bóng đá Việt Nam khi mà chúng ta dính cái nghi án bán độ tại SEA Games năm 2005 thì khi đó VFF đã thu về tới tận 240 tỷ đồng nhờ ông Dũng rất giỏi kiếm được tiền. Và ở nhiệm kỳ 6 thì ông Lê Hùng Dũng tiếp tục đắc cử phó chủ tịch tài chính và dòng tiền đã liên tiếp đổ về phía VFF. Sân chơi chuyên nghiệp cũng đã chuyển động và đã đổ đời khi mà ông Lê Hùng Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị của Eximbank. Và các khoản tiền tài trợ cho 3 mùa giải liên tiếp của Eximbank có giá trị tới 90 tỷ đồng từ năm 2011 đến năm 2013. Mỗi mùa giải là 30 tỷ đồng. Đây là một con số kỷ lục khi mà V-League ra đời ở mùa bóng 2001. Và một trang mới cho V-League đó là VPF đã ra đời vào cuối năm 2011. Khi đó thì Bầu Thắng làm chủ tịch của VPF và ba doanh nhân khác đó là ông Lê Hùng Dũng, ông Nguyễn Đức Kiên và ông Đoàn Nguyên Đức làm phó chủ tịch. Và bóng đá Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục chuyển động với dấu ấn đó là doanh nhân. Ở nhiệm kỳ thứ 7 từ năm 2014 đến năm 2018 của VPF, ông Lê Hùng Dũng làm chủ tịch của VPF và Bố Đức khi đó thì làm chủ tịch tài chính. Và ở VPF thì Bầu Thắng tiếp tục trở lại sân chơi chuyên nghiệp. Khi đó thì Toyota là một nhà tài trợ chính cho V-League trong 3 mùa giải liên tiếp với con số là 40 tỷ đồng trên một mùa. Và hơn một thập kỷ đầy sóng gió và cũng đã bị mất niềm tin bởi khá nhiều những tiêu cực thì bóng đá Việt Nam chúng ta thời điểm đó vẫn sống khỏe, vượt qua được rất nhiều những khó khăn, phần lớn là nhờ công sức và tài thao lược của những doanh nhân và đặc biệt ở đây đó là ông Lê Hùng Dũng cũng như là ông Bầu Đoàn Nguyên Đức.
Có lẽ rằng chúng ta cũng chưa cần bàn đến tài năng kiến tạo, rồi sự tâm huyết hay đam mê. Thì rõ ràng ai cũng phải công nhận một điều, đó là các doanh nhân đã thể hiện một cái tầm quan trọng của mình rất lớn trong cái giai đoạn thành công của bóng đá Việt Nam. Năm 2008 thì đội tuyển Việt Nam chúng ta lần đầu tiên vô địch AFF Cup. Bầu Thắng là người đã mang đến Huy Calisto và cũng đã hỗ trợ VFF trả tiền lương. Và cũng đặc biệt hơn nữa, năm 2018 thì Bầu Đức cũng đã mang đến Huy Pauser với rất nhiều thành công, và cũng chính Bầu Đức là người đã trả tiền lương trong những năm hợp đồng đầu tiên cho tới Huy Pauser để chúng ta có được những thành công đến như ngày hôm nay. Thế nhưng sự đóng góp về mặt trí tuệ và công sức của các doanh nhân đó thì mới là những di sản, là tiền đề để chúng ta tạo ra những thành công lâu dài cho tới thời điểm hiện nay. Một nền bóng đá muốn phát triển phải hội tụ rất nhiều những điều kiện. Thế nhưng có 3 tiền đề quan trọng lớn nhất, đó là ngân sách tài chính, đào tạo trẻ và sân chuyên nghiệp. Thì cả 3 thứ này phải một cách thay đổi một cách đồng bộ nhất thì bóng đá nước nhà chúng ta mới có được cái khả năng đó thay ra đổi thịt và có được những sự thành công. Có một sự thật rất phũ phàng như thế này, đó là nếu không có tiền, không có thay đổi đào tạo trẻ và không có chèo chống tại V-League thì bóng đá Việt Nam chắc chắn không thể thành công giống như ngày hôm nay được. Và sự thành công liên tục thì cũng cần phải có một sự khởi đầu đúng và làm bài bản trong rất nhiều năm, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta có, không phải từ trên trời rơi xuống được. Và sẽ có những ý kiến đem với những con số tài chính ở hiện tại thì so sánh những giai đoạn từ năm 2017 về trước. Thế nhưng mỗi một giai đoạn thì có những hoàn cảnh khác nhau và có một chân lý như thế này. Một miếng khi đói và một gói khi no, tức là kiếm hàng tỷ đồng cho bóng đá ở giai đoạn mất niềm tin thì đó danh hiệu thì các doanh nghiệp vẫn rất giỏi để và rất có tầm để gây ảnh hưởng. Còn giai đoạn bóng đá nở rộ về thành công, con số tài chính có thể nhiều hơn quá khứ là rất nhiều thì đó cũng là một điều đương nhiên thôi. Mà về bản chất thì những người kế nhiệm thì cũng đang thừa hưởng những giá trị mà công sức của những người trước họ đang để lại. Và đặc biệt vừa qua thì những thông tin liên quan đến bà nữ tỷ phú của Thái Lan, đó là bà Manapang, thì thực sự để mà nói về câu chuyện liên quan đến Thái Lan thì đây là một bà tỷ phú mang dấu ấn rất lớn và mang đến cái chức vô địch vừa qua của AFF Cup 2020 dành cho bóng đá của Thái Lan. Và như được biết khi đó bà này cũng gọi rất nhiều những cầu thủ Thái Kiều với thi đấu cho U23 Thái Lan. Và tham vọng của bà ấy là tận dụng tất cả những nguồn lực ở châu Âu và hướng đến World Cup 2026. Và có một hỏi đặt ra rằng phải chăng là bóng đá Việt Nam của chúng ta hiện nay đang thiếu những người tâm huyết với bóng đá giống như là bà Manapang. Và một ví dụ điển hình về những doanh nhân trẻ có phong cách trưởng thành rất lớn giống như bà Manapang, đó là anh Trần Văn Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vị trí Vàng Len, đang làm trưởng đoàn các đội trẻ của Hoàng Gia Lai từ U13 đến U21. Anh Quỳnh Nam theo kiểu cho đi khi mà bỏ tiền túi để thưởng cho những cầu thủ trẻ, rồi bỏ những công sức của mình chăm lo cho từng bữa ăn cho toàn đội một. Và hôm xem câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đá tại đấu trường FC Champions League thì đích thân anh ấy cũng đã rất là sung sướng và sau đó thưởng nóng cho đội 500 triệu đồng. Và mới nhất ở giải Tứ Hùng thì cũng chỉ có lẽ rằng nhiều người nói rằng đó chỉ là giá hữu thôi, đá cho vui thôi. Thế nhưng anh ấy vẫn dàn thưởng cho đội nếu mà vô địch nhận được 1,5 tỷ đồng, tức là bằng 1/2 số tiền thưởng cho nhà vô địch. Và số tiền đó chắc chắn chẳng nhỏ một chút nào cả khi mà chỉ có 4 đội tham dự trong một cái giải đấu giao hữu thôi. Và thông qua câu chuyện với anh Trần Văn Quỳnh thì có thể thấy rằng là doanh nhân bóng đá yêu Việt Nam thì có lẽ rằng vẫn còn rất nhiều. Thế nhưng làm sao để họ có thể đến với bóng đá giống như các ông bầu trong quá khứ thì cũng không hề dễ dàng một chút nào cả. Và nhìn thẳng vào vấn đề tồn đọng được bấy lâu nay thì những bầu Đức, bầu Thắng đã cống hiến quá nhiều, làm vì rất nhiều những đam mê và sự nghiệp của bóng đá nước nhà. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn có những người ném đá sau tay giấu tay, vẫn những người chê trách và bẻ lái dư luận, khiến cho những người thực sự yêu bóng đá như ông bầu Đức hay bầu Thắng họ vẫn cảm thấy khá là buồn lòng. Và liệu rằng có những ai tiếp tục sẽ đến đây để cống hiến khi mà bầu Đức cũng đã từng phá một câu rất chua chát về cuộc chơi tại V-League rằng đó là qua cầu rút ván. Tấm gương của các ông bầu rất tâm huyết đã phản ánh phần lớn những lý do mà các doanh nhân hiện nay họ không muốn tham gia vào VFF cũng như là VFF. Bóng đá Việt Nam đang thiếu đi một câu chuyện đẹp hay những câu chuyện tôn vinh các doanh nhân một đời bóng đá. Còn bên cạnh đó thì luôn thừa cái sự tranh cãi, sự ganh ghét, đố kỵ và tranh giành những cái ngôi ghế để mà ngồi vào. Và cũng giống như câu chuyện thành công của bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua thì đằng sau những sự khen ngợi dành cho những cầu thủ, huấn luyện viên, thế nhưng liệu rằng có bao nhiêu người trong tất cả chúng ta hỏi rằng là vị thế hiện tại bóng đá nước nhà sẽ đi đến đâu, thành công đến đâu và bắt đầu đến từ đâu. Tất cả những lý do đó để thấy rằng là hiện nay những ông bầu như là ông Đoàn Nguyên Đức vẫn đang cố gắng bám trụ của bóng đá Việt Nam, cống hiến hết mình vì bóng đá Việt Nam. Và ông ấy cũng đã nói rất nhiều rồi, bóng đá có thể là không mang lại cho ông ấy tiền gì cả, thực sự là như vậy. Thì ông ấy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, rất nhiều thứ cho cái đam mê,
Và ông nói rằng mỗi người có một đam mê, và có lẽ rằng với Bầu Đức thì cái đam mê của ông ấy đó là mang đến niềm vui, mang đến chiến thắng và mang đến những thành công cho bóng đá Việt Nam. Và thực sự thì để có những con người như vậy trong cái thời điểm kim tiền như thế này thực sự là quá khó để có thể tìm kiếm được. Mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần trân trọng những con người như vậy, thì chúng ta mới mong sẽ có những con người tiếp theo họ đến và mang đến những thành công nữa dành cho bóng đá Việt Nam. Mong quý vị và bạn nhận xét như thế nào về thông tin ngày hôm nay. Hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của mình nhé. Tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tiểu Bóng Đá.